Hello mọi người, mình là Chi. Chào mừng các bạn quay trở lại với An Ordinary Researchers. Trong tập vlog ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đi dạo một vòng quanh Đà Nẵng với một hướng dẫn viên du lịch người bản địa hài hước và tận tâm, đó là mình. Tiếp theo mình cũng sẽ dẫn mọi người đến với Hội An cùng chìm đắm trong không khí cổ xưa đầy sắc màu của phố cổ nhé. Let's go! Giới thiệu đôi nét cho bạn bè gần xa thì mình sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng. Cho những ai bảo giọng mình khó nghe thì làm vì mình nói giọng Đà Nẵng dễ thương nha mọi người. Đà Nẵng là thành phố lớn thứ ba của Việt Nam sau Hà Nội và Sài Gòn, cũng là một thành phố du lịch với những bãi biển trong xanh cùng bờ cá trắng mịn, với những khu resort nghỉ dưỡng cao cấp và những địa điểm du lịch lung linh như là cầu vàng ở Bà Nà hay là cầu Rồng, những hình ảnh xuất hiện đầu tiên khi mà bạn tìm kiếm về Đà Nẵng trên Google. Nhưng đối với mình thích Đà Nẵng bởi những điều giản dị và gần gũi hơn. Từ việc lang thang trên phố Bạch Đằng, đi dọc bờ sông, đi qua những cây cầu, đạp xe dọc đường biển, hay là ngồi chill bên bờ sông Hàn ngắm hoàng hôn, dù có hơi thất bại một tí. Mission Impossible. Bây giờ là 5 giờ sáng và mình đã cùng rủ được chị Vân để đi sao hoàng hôn ở sân trà. Dù trời còn chưa sáng nhưng đã có rất nhiều người đi xe đạp tập thể dục. Đi đến đây thì mình đã thấy hơi sai sai rồi mọi người, cả bầu trời mây mù giăng lối. Tuy nhiên, đi đến chân núi thì mình vẫn còn hy vọng là trời sẽ hửng nắng lên một chút xíu. Nhưng mà sự thật là đời không như mơ, tình không như thơ. Sáng nay cả thành phố bị bao phủ trong sương mù. Cũng không hiểu vì lý do gì mà lần này về mình đưa việc ngắm bình minh hay hoàng hôn ở sân trà vào danh sách vào những việc mình muốn làm. Nếu các bạn đến Đà Nẵng vào mùa hè khi thời tiết đẹp hơn thì ngày nào cũng có thể ngắm hoàng hôn hay ngắm bình minh. Nhưng lần này mình về vì mưa gió triền miên nên phi vụ của mình có chút bất ổn. Rất tiếc đây là tất cả những gì mà mình thấy được vào ngày hôm nay. Dù không được ngắm bình minh nhưng mình đã thấy một đàn khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi lợn. Sơn Trà là vùng núi có hệ thiên nhiên phong phú, là nhà của nhiều loại sinh vật khác nhau, trong đó có loài vọc trà vá chân nâu, nằm trong danh sách các loài cực kỳ nguy cấp và có nguy cơ bị tuyệt chủng trong sắc đỏ Việt Nam và sắc đỏ thế giới. Trước khi về thì mình cũng chụp vui vẻ loại tấm ảnh kỷ niệm một lần đi săn bình minh thảm bại nhất hệ mặt trời. Nhưng mà thu cao này thì ta bày cao khác. Sau khi về nghiên cứu lại thì mình thấy là vào mùa mưa thì việc săn hoàng hôn sẽ dễ hơn là việc săn bình minh. Do đó hôm nay mình quyết định một lần nữa ra bờ sông Hàn phía chân cầu Thuận Phước để ngắm hoàng hôn. Đây cũng là địa điểm săn hoàng hôn lý tưởng của giới trẻ Đà Nẵng. Cảnh vật rất là chill. Nhưng mà đến đây thì mọi người cũng thấy được là chân trời phía Tây có rất là nhiều mây. Do đó là mình lại thất bại một lần nữa. Và một ngày khác, khi mình đã quan sát, nhìn trời, nhìn mây thì mình quyết định là mình sẽ đi xe máy lên Sơn Trà để ngắm hoàng hôn. Lần này thì mình sẽ rủ mẹ mình đi cùng mình để hai mẹ con có thể cùng nhau chụp hình chữ Y. Cuối cùng thì quá tam ba bận, lần này mình không chỉ được ngắm hoàng hôn mà còn được săn mây lả lả vào buổi chiều tối. Không cảnh thực sự là lay động lòng người. Mời mọi người ngắm cảnh cùng mình nhé. Cảnh vật thực sự rất đẹp và tất cả những gì mình quay ở đây không thể nào diễn tả hết được. Nên là bạn nào có cơ hội đến Đà Nẵng thì hãy tranh thủ thời gian để lên những sân trà cùng ngắm bình minh hay ngắm hoàng hôn nhé. Trên đường đi về thì nhìn thấy thành phố đã sáng đèn và cả không gian chìm trong một màu tím mộng mơ hết sức.
Và một ngày khác thì mình lại được ngắm bình minh trên đỉnh Sơn Trà khi mà mình đi leo núi với bạn của mình. Vào mùa này, ở đỉnh Sơn Trà có một loại hoa mà mình mới biết tên, đó là hoa dã. Hoa mọc dọc đường và cảnh vật thì cũng rất là đặc biệt. Hello mọi người, mình đang đạp đi Hòa Bắc chơi. Nhưng mà có hơi xa một đoạn nên giờ mình đang vòng lại. Mình sẽ cho mọi người xem đây là bờ sông. Khi mình đi Hòa Bắc thì trời rất nóng, do đó đạp xe ven sông thì đường đi rất là mát, rất là chill luôn. Không giống với lúc mình đang ngồi edit video này thì trời đã lặng đi rất nhiều rồi. Chỉ có một điều hơi tiếc một chút là mình đi vào hôm người ta đã gặt lúa xong rồi. Nếu bạn nào đi vào lúc mới cây lúa non hay vào mùa lúa chín thì chắc chắn là cảnh vật sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đường đạp xe đạp từ Đà Nẵng về phía Hòa Bắc thì cũng rất là dễ đi. Và trên đường thì các bạn có thể dừng ở rất nhiều chỗ để chụp hình sống ảo. Cầu treo Hòa Bắc cũng là một địa điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn vào những ngày đẹp trời. Không ngờ là ngay gần nhà mình có một chỗ núi non hùng vĩ, sông nước hữu tình. Vậy mà đến bây giờ mình mới biết mọi người ạ. Một địa điểm nữa mà mình không thể không đến mỗi lần mình về Đà Nẵng, đó là đi đến Hội An. Những con ngõ nhỏ ở Hội An mang đậm màu sắc cổ xưa cùng những ngôi nhà cổ được sơn màu vàng là một địa điểm lý tưởng để các bạn có thể chụp cho mình những shot hình đậm chất Việt Nam. Mặc dù biết là khi có nhiều khách du lịch đến thăm Hội An và phố phường trở nên đông đúc là một điều rất tốt cho nền du lịch Việt Nam, tuy nhiên mình vẫn cảm thấy là không khí Hội An đã trở nên xô bồ, không còn được như xưa khi mà mình còn nhỏ nữa. Nếu ngày xưa các bạn có thể vào Hội An ăn một ly chè hay là ngồi ăn thịt nướng ở phố phường và tận hưởng một không khí rất là cổ xưa, rất là relax, thì bây giờ Hội An đã đông người hơn rất là nhiều. Trên đường đi về thì gia đình mình còn đi ngang qua cầu Rồng để xem cầu Rồng phun lửa và phun nước. Cầu Rồng thường phun lửa vào 9 giờ tối thứ Bảy và Chủ nhật hoặc là các dịp lễ lớn. Đây cũng là một hoạt động thu hút rất là nhiều khách du lịch và người dân địa phương đến xem.
Một trong những hoạt động mình không thể không làm mỗi lần về Đà Nẵng đó là dậy thật sớm và ra biển tập thể dục. Đà Nẵng có đường bờ biển dài và nếu mọi người có thể dậy thật sớm từ lúc 5 giờ sáng và đi ra những con đường dọc bờ biển như là đường Nguyễn Tất Thành hay là đường Hoàng Sa hoặc đường Võ Nguyên Giáp để trải nghiệm bầu không khí trong lành buổi sáng sớm. Mỗi lần mình về Đà Nẵng thì mình đều ngạc nhiên là mọi người dậy từ rất là sớm, dù mùa hè hay mùa đông để đi tập thể dục. Từ 5 giờ sáng đã có rất đông những người đi bộ, chạy bộ, đạp xe đạp hay là đi bơi ở ngoài đường biển. Mặc dù mình cũng có luyện tập thể dục tương đối là thường xuyên, nhưng mà thấy các cô chú anh chị đạp xe lên núi Sơn Trà thì mình thực sự là khâm phục nha mọi người. Và cuối cùng cũng là phần quan trọng nhất là mỗi lần về Việt Nam mình phải ăn hết tất cả những món mà mình thích. Và món đầu tiên đó là bánh mì. Hôm nay thì mình sẽ mua bánh mì ở gần trường Cao đẳng Công nghệ, là một nơi mình đã đi ăn từ rất lâu rồi. Và món thứ hai đó là phở, món đã mang ẩm thực Việt Nam ra với bạn bè thế giới. Ngay cả khi nhìn lại quá trình người ta làm ra một tô phở gồm những nguyên liệu tươi ngon và nước dùng thanh ngọt thì cũng thật là thích mắt phải không mọi người? Mình lại đói bụng rồi đây. Khi đi Hội An thì mình cũng tranh thủ ăn hến xào, cao lầu và bán trắng đập. Mình còn nhớ là bác Justin trong tim mình, bác đã một lần đến Hội An thì bác cũng còn nhớ về món hến xào, là món ăn mà người ta phải đãi rất nhiều những con hến mini. Vào những ngày cuối tuần thì các bạn sau khi ăn sáng có thể đến rất nhiều quán cà phê dễ thương ở Đà Nẵng để uống cà phê và tám chuyện với bạn bè. Khi mà về Đà Nẵng thì mình cũng thấy là Đà Nẵng hiện nay có rất nhiều tiệm trà sữa và các quán cà phê mới mở. Tuy nhiên mình là một đứa có hệ điều hành đồ ngọt chạy bằng chè mọi người ạ. Mình thích nhất là chè chuối và chè xoa xoa hạt liệu, nên là chị mình đã order cho mình hẳn 5 ly một lúc để mình có thể thử các vị chè khác nhau. Và ở Việt Nam thì còn rất nhiều các món ăn ngon khác mà mình không thể kể tên hết được. Các bạn phải đến và tự mình thử thôi. Video của mình hôm nay đến đây là hết rồi. Các bạn đừng quên nhấn like, share and subscribe để ủng hộ mình ra các video tiếp theo. Bye!